tiếp tục với series hôm nay bán gì cùng FB1 thì cảm ơn anh khách Kensington đến từ Mỹ đã ủng hộ FB1 bộ máy tính 78 triệu bao gồm CPU là 13 i9 13900K, VGA là RTX 4070, main Z90 gaming wifi DRAM 5. Anh khách chọn hai cái SSD 980 Pro 1T, bộ nguồn với công suất là 850W full module, cặp RAM 32GB 16x2 bus 6000, cây của máy là cây NZT-H9 Flow màu trắng. Đặc biệt anh khách chọn tới 3 màn hình 4K LG 27UV600. Trong bộ này thì anh khách có lấy thêm một cái bộ loa không dây và một ghế gaming. Rồi đóng gói đi giao cho khách. My head.